Hello everyone, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với podcast KNKL, nơi mình chia sẻ về những trải nghiệm ở Malay. Vừa rồi có nhiều bạn hỏi mình về công việc ở Malay, nên trong tập ngày hôm nay Tú sẽ nói về chủ đề này. Để tiện cho mọi người theo dõi thì Tú sẽ chia sẻ theo cách trả lời câu hỏi. Mình bắt đầu nhé. Đầu tiên, các công việc phổ biến dễ tìm ở Malaysia là gì và tìm bằng cách nào? Thì các công việc mà mình thấy phổ biến dễ tìm ở đây là content review, kiểm duyệt nội dung cho các nền tảng mạng xã hội như là TikTok, Facebook, Google, hoặc là sales, tức là mình gọi điện thu hút khách hàng về cho công ty, hoặc là CS là viết tắt của chữ customer service, có nghĩa là chăm sóc khách hàng. Thì sau khi các bạn sale hút khách về cho công ty, khách dùng sản phẩm có trục trặc gì thì họ sẽ tìm đến CS. Tú từng trải qua hai mảng là trading và social media. Thì mình thấy các dự án về social media, tức là mạng xã hội, thì sẽ có đủ 3 bộ phận kể trên. Còn các công ty về trading thì mình thường thấy có 2 bộ phận là sales và CS. Bên trong các bộ phận này thì sẽ có các chức vụ thấp cao khác nhau. Khi nào có thời gian thì Tú sẽ chia sẻ tiếp ha. Rồi, thì những cái công việc này mình tìm ở đâu? Các bạn có thể tìm ở trên các kênh tìm việc phổ biến như là LinkedIn, Glassdoor, Indeed. Mình nhập từ khóa ví dụ như là Vietnamese Speaking, Vietnamese Jobs. Hoặc là nếu mà bạn đã biết chính xác cái vị trí nào mà mình muốn thì bạn nhập cái title vào luôn, ví dụ Customer Service Vietnamese Speaking. Tuy nhiên thì đối với Tú thì Tú thích tìm việc trên các group Facebook hơn, vì thường á, cái người đăng công việc là cái người mà họ đang làm trong cái dự án đó luôn, cho nên là mình có thể nhắn tin hỏi họ thêm về chi tiết, thì như vậy nó sẽ thực tế hơn và đáng tin hơn. Còn trên các trang tìm việc kể trên thì những cái người review á, mình cũng không biết họ là ai, cho nên là đọc xong chỉ thấy hoang mang thêm thôi à. Tú để link Facebook của các nhóm tìm việc bên dưới video, mọi người có thể tham khảo nhé. Câu số 2, bạn cần chuẩn bị những gì? Bây giờ mình đã biết ngoài kia có những công việc gì, làm sao tìm được. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là bản thân mình cần có những gì để đạt được các công việc đó? Thì nó cũng rất đơn giản thôi mọi người. Các công việc mà Tú kể ở trên là những công việc phổ biến, đại trà. Bạn chỉ cần có bằng đại học. Nếu học cao đẳng thì cần kinh nghiệm làm việc 3 năm. Trình độ tiếng Anh thì tùy dự án. Nếu bạn chỉ làm cho thị trường Việt Nam, tiếp xúc với khách Việt, thì bạn chỉ cần tiếng Anh giao tiếp đủ xài để hiểu được nội dung người ta dạy mình ở trong phần training, và cũng để sinh sống ở bên này nữa. Còn nếu bạn vào trúng dự án song ngữ, bạn cần hỗ trợ khách hàng ở cả hai thị trường nói tiếng Anh và tiếng Việt, thì đòi hỏi là tiếng Anh của bạn phải tốt hơn một chút, chắc là khoảng IELTS 6.7 chấm. Câu số 3, quy trình phỏng vấn và làm visa. Sau khi bạn nộp hồ sơ, nếu mà được chọn thì thường nó sẽ có khoảng 3 vòng phỏng vấn như sau. Vòng 1, nhân sự công ty sẽ gọi điện để trao đổi sơ, tìm hiểu về bạn, kiểm tra xem bạn có nói được tiếng Anh không, tình hình hiện tại, rồi mục tiêu tương lai. Vòng 2, làm các bài test về đánh máy, ngoại ngữ, xử lý tình huống. Những bài test này thì bên HR họ sẽ gửi email thông báo cho bạn nên làm sao, làm ở đâu. Có thể là làm ở các link bên ngoài hoặc là ngay trên hệ thống website của công ty. Vòng 3, phỏng vấn với leader hoặc là dự án, quản lý của dự án. Ở bước này thì bạn nên có sự tìm hiểu nhất định về công ty, dự án mà mình apply, cũng như là một số kiến thức về sản phẩm của dự án đó. 3 vòng trên đây chỉ là cơ bản thôi, tùy từng dự án mà nó sẽ khó hơn hay là dễ hơn. Hôm sau Tú sẽ chia sẻ về cụ thể từng công việc mà Tú đã làm ở bên đây để các bạn có thể nắm được rõ hơn. Sau khi bạn đậu xong hết thì nhân sự công ty họ sẽ làm giấy tờ, xin giấy phép ở cục xuất nhập cảnh Malay để gửi cho bạn. Thì sau đó bạn sẽ lấy tờ giấy này làm xin visa tại đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán Malay ở Việt Nam. Thời gian làm thì tùy công ty. Hồi đó công ty bên Malay mất 1 tháng mới xin được giấy xuất nhập cảnh cho Tú. Sau đó thì Tú làm visa mất 2 tuần.
Xong xuôi thì Azure họ sẽ book vé máy bay cho mình thôi. Những gì mình chia sẻ trên đây là cái thời mà nó chưa có Covid nha mọi người. Sau khi bạn qua được Malay rồi thì sẽ phải làm một cái visa khác để mình có thể làm việc hợp pháp ở đây trong vòng bao nhiêu năm đó tùy theo cái hợp đồng của mình. Chúng ta đang nói về việc sang đây làm việc nên loại visa mà mình được cấp sẽ có tên là Employment Pass và nó có 3 loại. Mình đi từ thấp lên cao nha. Loại 3 là lương dưới 5.000 ringgit, tức là dưới 27 triệu Việt Nam đồng, hợp đồng lao động 1 năm và không được mang theo thân nhân. Loại 2, lương từ 5.000 ringgit trở lên thì hợp đồng lao động khoảng 2 năm. Lúc này thì bạn được mang theo người thân và người này sẽ có visa phụ thuộc. Loại 1, từ 10.000 ringgit trở lên, tức là khoảng trên 54 triệu Việt Nam đồng thì hợp đồng lao động có thể là 5 năm và được mang theo người thân và họ sẽ có visa phụ thuộc. Xong, đó là quy trình phỏng vấn và visa ha. Điều cuối cùng trong podcast ngày hôm nay và cũng là điều quan trọng nhất mà Tú nghĩ là các bạn nên biết đến, đó là các bạn sẽ làm việc cho loại hình công ty nào. Thì ngoại trừ một số công ty ví dụ như Dell, TikTok v.v. là mình sẽ làm in-house, có nghĩa là mình ký hợp đồng trực tiếp với công ty, mình làm tại công ty của họ. Còn đại đa số là mình sẽ phải làm việc thông qua một công ty thứ ba, được gọi là BPO. Vậy thì BPO là gì? BPO là viết tắt của chữ Business Process Outsourcing. Thì mọi người cứ tưởng tượng BPO nó giống như là ông mai bà mối để mà nhân viên là những người như mình nè, và công ty khách hàng của họ là những ông lớn, ví dụ như Grab, Shopee gặp nhau vậy. Tôi lấy một ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Ví dụ như là Shopee có trụ sở ở Singapore, họ đang phát triển mạnh, có rất nhiều khách hàng. Họ muốn thuê dịch vụ chăm sóc khách hàng bên ngoài, chuyên nghiệp, giá rẻ. Họ tìm đến một công ty BPO tên A ở Malaysia để thuê nhân viên chăm sóc khách cho họ ở các thị trường nói tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái. Thì công ty BPO A này sẽ đi tìm những người nhân viên ở các quốc gia đó làm visa, đưa họ từ các quốc gia đó sang Malay. Thì những người này sẽ làm việc tại văn phòng của công ty A nhưng lại cho dự án của Shopee. Vậy thì làm cho BPO có lợi hoặc hại gì so với hình thức in-house? Thì cái lợi của nó là BPO sẽ có rất là nhiều dự án, nên giả sử là bạn không hợp với dự án này hoặc là dự án đó chẳng may bị dẹp thì bạn vẫn có cơ hội thử sức ở những dự án khác. Bạn làm nhiều lĩnh vực khác nhau thì có thể gặp gỡ được nhiều người nè, biết thêm nhiều kiến thức. Mô hình BPO cũng đang dần phổ biến ở Việt Nam, cho nên là Tú nghĩ nếu mà bạn hiểu rõ về cái cấu trúc này và lên được các vị trí cao thì cũng sẽ rất là có lợi cho sự nghiệp sau này nếu mà về Việt Nam. Còn cái hại của nó thì bạn cứ tưởng tượng mình chỉ là nhân viên được thuê ngoài, thuê đại trà thì cũng giống như là con nuôi, con ghẻ thôi. Các chế độ phúc lợi sẽ rất eo hẹp và cơ bản. Và như mình nói ở trên về việc dự án bị đóng, ví dụ một ngày đẹp trời nọ Shopee vì lý do nào đó mà dừng hợp đồng với công ty A thì bạn sẽ còn tìm cơ hội chỗ khác, phải phỏng vấn lại để làm việc cho một dự án khác. Trên đây là một vài điều cơ bản về các công việc phổ biến ở Malaysia. Sau này mình sẽ chia sẻ về từng công việc của mình để mọi người hiểu rõ hơn. Nếu các bạn có câu hỏi nào khác thì cũng có thể bình luận dưới video hoặc nhắn tin trên Facebook cho Tú nhé. Tú sẽ tìm hiểu và giải đáp cho mọi người. Cuối cùng, vì YouTube sẽ ưu tiên hiển thị cho những video có nhiều like, nên nếu các bạn thấy nội dung này có ích và muốn giúp Tú chia sẻ cho nhiều người hơn thì các bạn có thể nhấn like và đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.